Tập 24. Đình Bang, sao giờ anh mới về? Sao người anh toàn là máu vậy? Chuyện là thế này. Lúc nãy ở trên đường anh gặp mấy tên lưu manh bắt nạt một cô bé. Anh thấy bất bình quá cho nên bênh vực thôi. Kết quả là bị người ta đánh. Không đúng, máu này không phải của anh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Em để anh đi tắm trước đi, lát nữa anh sẽ nói cho em biết. Anh, Tú Nhi, mau ra ngoài cửa xem thử, xem có ai theo dõi anh em không. Đi đi. Lâm Định Bang, anh mau nói đi, rốt cuộc anh đã đi đâu? Không phải lúc nãy anh đã nói với em rồi hay sao? Vậy thì nói lại lần nữa đi. Vậy thì em đợi anh mặc đồ xong, anh ra nói chuyện với em. Nhanh lên, nhanh lên. Hai cậu lục soát ở đây, rõ. Các cậu qua bên kia, rõ. Anh ơi, chị dâu, cảnh sát đã lục soát đến đây rồi. Tú Nhi à, đi xem lại đi em. Đi. Vào trong. Đứng yên, tiến hành kiểm tra. Đừng sợ, đừng sợ. Trưởng quan à, các người làm gì vậy? Chúng tôi đang tìm tên tội phạm cộng sản bị giải đi xung quân. Cậu xem, chúng tôi đều là người an phận. Tôi là người kéo xe. Trong nhà này đâu có chỗ nào giống cộng sản đâu. Cộng sản cũng đâu có viết hai chữ cộng sản trên đầu. Lục soát, rõ. Có không? Không có. Trưởng quan, cậu xem nhà chúng tôi đâu có gì phải không? Rút thôi. Có chuyện gì thì nhanh chóng báo cho chúng tôi đó. Nhất định, nhất định. Trưởng quan, đi thông thả ra. Tú Nhi, vào trong đi em. Dạ. Văn Giả, Văn Giả. Em, Tú Nhi đi chơi đi. Văn Giả, em nghe anh nói đi. Chẳng có gì để nói hết. Anh biết em ghét nhất là gì không? Em ghét nhất là người khác lừa gạt em. Đặc biệt là người em yêu nhất lừa em. Tối nay, nếu như chiếc áo dính máu kia bị cảnh sát tìm thấy, hậu quả sẽ thế nào anh biết rõ hơn em mà. Xin lỗi em, là anh lừa em. Hôm nay anh và đồng chí Lưu nghĩ cách đi cứu những đảng viên cộng sản bị bắt kia. Kết quả là bọn anh đã bị trúng kế. Đồng chí Lưu bị bắn chết. Em đã từng nói anh không đấu lại Mã Hầu Thiên đâu. Ở Thượng Hải đã không đấu lại, ở Phụng Thiên anh cũng không đấu lại. Văn Giả, em biết không, khi đồng chí Lưu chết trong tay của anh, anh đã nghĩ đến ai? Anh đã nghĩ đến thầy Phương. Bọn họ đều giống như nhau, đều là người tốt. Bọn họ có làm gì sai chứ? Anh trước sau đều đồng tình với đảng cộng sản. Nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi? Cả thiên hạ đều là quốc dân đảng hết. Ngày mấy hôm trước, Tử Giới Thạch đã huy động mười mấy ngàn quân triển khai vây quét căn cứ trung ương của đảng cộng sản. Cộng sản đảng đã hết hy vọng rồi. Định Bang, em không thể trơ mắt nhìn anh. Đã sai lại càng sai. Thế lực của quốc dân đảng đúng rất mạnh, nhưng mà những người giống như hiệu trưởng Tưởng, anh trai của em, Mã Hậu Thiên, họ điên cuồng tàn sát đảng cộng sản, còn có cả quần chúng yêu nước, giang sơn của họ có thể ngồi vững sao? Anh nói gì chứ? Lâm Định Bang, anh còn có lương tâm hay không vậy? Nếu như không có anh trai em, thì lúc ở Thượng Hải anh đã bị Mã Hậu Thiên giết chết rồi. Anh còn sống được đến giờ hay sao? Đúng là anh nợ anh trai của em mối ân tình này, nhưng mà điều anh nói là sự thật. Em không bao giờ cho phép anh nói xấu anh trai em. Lâm Định Bang, xem như hôm nay chúng ta không thể hòa giải với nhau được. Em cho anh lựa chọn. Nếu như anh chọn tiếp tục giúp đỡ cộng sản, thì ngày mai em sẽ về Nam Kinh. Chị dâu, chị dâu à, chị đừng đi. Chị đừng đi mà. Chị đừng bỏ em và anh lại mà. Tú Nhi, em đừng khuyên chị nữa. Bao giờ tình hình anh trai của em thay đổi, chị sẽ quay về. Chị không nỡ xa hai người đâu. Anh à, anh à, anh mau đi xem đi. Chị dâu sắp đi rồi đó.
Anh đi mau đi, Tú Nhi cản chị ấy không được. Vâng dạ. Em lên xe đi, anh tiễn em. Lâm Định Bang, anh muốn đuổi em đi thật sao? 3 năm rồi, em theo anh suốt 3 năm trời, anh lại đối xử với em như vậy. Chị dâu à, không phải như vậy đâu. Anh, sao anh không nói gì hết vậy? Được rồi, em gái à, em về phòng trước đi, nghe lời. Đi đi em. Lâm Định Bang, em cho anh một cơ hội cuối cùng. Văn Nhã, tối qua anh đã suy nghĩ cả đêm, anh thấy anh không sai gì hết. Em thông cảm cho anh cũng hết cách. Xem như là em mù rồi. Tối qua em cũng đã suy nghĩ cả đêm, em vẫn không hiểu tại sao em lại thích một người như anh. Lâm Định Bang, anh thật sự quá ích kỷ rồi. Văn Nhã, Mễ Luyến, cô đang tính đi đâu vậy? Tôi phải về Nam Kinh. Tôi nhớ anh tôi. Tàu quả chuyến 9 giờ. Cô vào nhà đi, tôi không tiếp cô nữa. Văn Nhã, hai người có chuyện gì hả? Em đến đây là để xin lỗi anh. Em cũng không ngờ hôm qua lại là cái bẫy. Anh không sao thì tốt rồi. Đồng chí Lưu bị bắn chết. Định Bang, được rồi, em đừng nói nữa. Chuyện này không liên quan tới em. Em biết ý của anh muốn nói gì. Thực ra Hào Thiên cũng có chỗ khó xử của mình. Anh ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Thế anh em họ, chị Tiểu Mạn, nhưng còn rất nhiều người nữa đều đã chết uổng phí hay sao? Anh đừng nói vậy. Anh hãy sống thật tốt đi. Anh ở đây nếu có gì khó khăn thì có thể tìm em bất cứ lúc nào. Em không muốn nhìn thấy anh và Hào Thiên tàn sát lẫn nhau. Hiện giờ anh cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Anh cảm ơn. Cô à, đến trạm tàu quả rồi. Cô, có thể xuống xe rồi đó. Tôi không đi nữa, đưa tôi về tòa soạn đi. Đội trưởng Võ, tôi muốn nhờ anh giúp tôi hỏi thăm một người. Được, cục trưởng cứ nói. Nữ phóng viên của Phụng Thiên Nhật Báo. Phóng viên Long tôi có quen. Nghe nói anh trai của cô ấy là một quan chức. Gần đây cô ấy còn phỏng vấn thiếu soái nữa. Tôi muốn biết chồng cô ấy làm gì. Không thành vấn đề cục trưởng. Đi đi. Dân Lâm Định Bang ơi, Lâm Định Bang, rõ ràng anh biết tôi đến Phụng Thiên rồi mà cũng không đến tìm tôi. Được, anh không tìm tôi thì để tôi đi tìm anh. Alo, tôi là Mã Hạo Thiên đây. Giáo Hoàng Long, em vẫn chưa gặp em gái của thầy. Có phải mới nhậm chức hay sao? Bận ấy mà. Rõ. Rõ. Cứ yên tâm. Định Bang, anh hãy suy nghĩ lại thêm một chút nữa những gì em nói. Cách nghĩ của em cũng giống như Văn Nhã. Hai chúng em đều không muốn nhìn thấy anh gặp nguy hiểm đâu. Được rồi, anh biết các em đều là có ý tốt. Chuyện này trong lòng của anh tự có tính toán. Định Bang, thôi được rồi, không nói nữa nha. Anh còn phải kéo xe nữa. Sau này anh cũng không muốn liên lụy tới em. Mong em đừng đến tìm anh. Anh cũng sẽ không đi tìm em đâu. Định Bang, đi đi. Anh ơi, chị gái đó rốt cuộc là ai vậy? Chị gái lúc nãy chính là bạn của anh. Nhưng mà em nhớ là không được nói cho ai biết chị gái đó từng đến nhà chúng ta, nghe chưa? Có nhớ chưa? Dạ nhớ rồi.
Được rồi, em đi chơi đi. Cô ơi, đến nơi rồi. Đây, cảm ơn nha. Văn Nhã. Văn Nhã, tôi là Đại Bảo đây. Đại Bảo, Đại Bảo. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Tốt quá rồi. Vậy đây, đứa trẻ này, đứa trẻ này là, nó là Giọng Nhi. Giọng Nhi, Giọng Nhi. Thật tốt quá rồi. Đại Bảo, Giọng Nhi, hai người từ từ ăn. Cô đừng cười chúng tôi. Cô biết không, đã rất nhiều ngày chúng tôi không được ăn no rồi. Sao cô tìm được tôi vậy? Thì là hôm đó tôi với Giọng Nhi đi xin ăn. Ông chủ đó dùng tờ báo để gói bánh bao. Tôi nhìn thấy tấm ảnh của cô. Ông chủ nói đó là Phụng Thiên Nhật Báo. Tôi và Giọng Nhi liền đến đây tìm cô. Mấy năm nay các cô sống thế nào chứ? Cô có thể thế nào chứ? Sống ngày nào được hay ngày đó. Hai chúng tôi lưu lạc khắp nơi đi ăn xin. Đi xin ăn hả? Tại sao lại phải đi xin ăn? Cô có thể tìm một công việc mà. Cô cũng biết tôi phải dắt theo Giọng Nhi, không thể ở lại lâu dài cho nên phải đi. Nếu lỡ như bị lộ thì Giọng Nhi có thể sẽ nguy hiểm đó. Mà hơn nữa, trước khi Định Ban chết, tôi từng hứa với anh ấy sẽ chăm sóc cho Giọng Nhi thật tốt, sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Đại Bảo, sao cô biết Định Ban đã chết? Thực ra hôm đó tôi ở ngay pháp trường, tôi từng mắt nhìn thấy Định Ban bị Mã Hạo Thiên treo cổ chết. Hôm đó tôi vẫn ôm hy vọng, vốn chỉ muốn đi cướp pháo trường, nhưng là bị Mã Hạo Thiên phát hiện ra, suýt nữa đã bị hắn bắt lại. Sau hôm đó tôi liền rời khỏi Thượng Hải. Nhưng mà không sao, bây giờ tôi đã ổn rồi mà. Chúng tôi đã có người lo cơm rồi. Đúng rồi, cô cũng đừng đau buồn nữa. Định Ban đã chết lâu như thế rồi, cô cũng đừng nhớ anh ta nữa. 18 năm sau, anh ấy lại là một anh hùng. Chỉ là đến lúc đó anh ấy ở trên đường, chúng tôi không nhận ra anh ấy, anh ấy cũng không nhận ra chúng tôi. Đúng rồi Văn Nhã, đã qua bao năm rồi, cô đã kết hôn chưa? Nếu không gả nữa là cô sẽ thành bà cô già đó. Tôi kết hôn rồi. Thật sao? Thế chồng cô làm nghề gì? Kéo xe kéo. Cái gì? Sao lại là kéo xe kéo hả? Văn Nhã, không phải tôi nói cô, cô vừa có văn hóa vừa có tài hoa, tại sao lại kết hôn với người kéo xe kéo? Thôi mau ăn đi, ăn xong tôi dẫn cô về nhà nha. Được. Đây, Giọng Nhi, ăn nhiều vô, ăn cho no nha con. Tú Nhi, Tú Nhi à. Văn Nhã, Tú Nhi là ai vậy? Là một em gái mà tôi đã nhận nuôi. Mấy tuổi rồi? 10 tuổi rồi. Vậy các cô có con chưa? Vẫn chưa. Thế còn không mau sinh một đứa đi. Nói không chừng sau khi nó lớn lên còn có thể kéo xe kéo giúp cho các cô nữa. Thôi vào trong đi, nhà này cũng to thật ha. Hình như mấy phòng luôn đúng không? Đại Bảo, cô với Giọng Nhi đi tắm rửa trước. Tôi đi tìm vài bộ đồ cho cô thay. Được. Nào Giọng Nhi, vào trong đi con. Nào Giọng Nhi. Nên nói cho cô ấy thế nào đi? Nói với cô ấy Định Ban vẫn chưa chết. Hơn nữa bây giờ còn là chồng của mình sao? Không được. Như vậy đối với cô ấy thực sự quá tàn nhẫn rồi. Giọng Nhi à, có thích chỗ này không? Dạ thích mẹ bảo. Thật tốt quá, tự đi chơi đi con.
Đại Bảo, đây chính là chồng của cô sao? Đại Bảo, cô nghe tôi giải thích đi. Quá ra Định Bang anh ấy vẫn chưa chết, còn kết hôn với cô nữa. Tại sao vậy? Lúc đó sao tôi lại hồ đồ như vậy? Bây giờ tôi đã hiểu hết tất cả rồi. Tất cả các người đều biết, chỉ có một mình qua Đại Bảo tôi không biết. Quá ra hôm đó Mã Hầu Thiên không hề giết chết Định Bang. Người chết đúng vậy, không phải anh đấy. Đi xe đi, đi xe đi. Xe kéo đây, xe kéo đây. Chào cô có đi xe không? Tôi đi Tây Môn. Dạ được. Cô ngồi cho dẫn nha. Đi thôi. Đại Bảo, sự việc chính là như vậy. Quá ra là như vậy. Mấy năm nay Định Bang vẫn luôn nhớ tới cô. Đã mấy lần anh ấy nằm mơ tỉnh lại đều gọi tên của cô. Người anh ấy nhớ không phải là tôi, mà là Giọng Nhi. Nếu không thì sao anh ta lại kết hôn với cô chứ? Thôi được rồi. Đại Bảo à, đừng nói nữa. Yên tâm đi, tôi không sao. Thực ra cô và Định Bang ở bên nhau, tôi nên vui mới đúng. Nói cho cùng thì cô cũng là chị em tốt của tôi, tôi nên chúc phúc hai người mới phải. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Định Bang. Không cần, không cần tìm anh ấy. Định Bang biết cô dẫn Giọng Nhi tìm tới đây, chắc chắn sẽ vui đến phát điên mất. Hay là thế này đi, cô dẫn Giọng Nhi đi tìm anh ấy, nhưng còn cô, tôi ở lại đây nấu cơm cho mọi người ăn. Cũng được, trong nhà bếp có thức ăn, tôi đi mua thêm một ít nữa. À đúng rồi, trong tủ có mì đó. Giọng Nhi lại đây. Đi với mẹ Nhã, chịu không? Vậy thôi chúng tôi đi nha. Đi. Văn Nhã, anh biết em không đỡ xa anh mà. Thằng bé này là ai vậy? Anh đoán đi. Nhặt được hay sao? Anh nghĩ Phụng Thi là chỗ nào vậy? Chỗ nào trên đường cũng nhặt trẻ con được hay sao? Vậy thì là chuyện gì? Giọng Nhi, nói cho ông mấy con tên gì? Con tên Hy Vọng. Con tên là gì? Hy Vọng. Chuyện này là sao? Đại Bảo đến đây rồi. Hy Vọng. Nào nào nào, Hy Vọng về rồi. Vậy thì chúng ta có hy vọng rồi. Mẹ Bảo cũng nói như vậy. Có hy vọng ở đây thì sẽ có hy vọng. Vậy sao? Ta cũng thấy như vậy đó. Chúng ta về nhà. Nào, ngồi vững đấy, từ từ. Ngồi cho vững nha. Đi đây. Đi thôi. Anh chậm thôi, biết rồi. Ngồi cho vững nha. Sao cửa lại mở vậy? Chị là ai? Sao ở nhà của tôi? Chị là trộm đúng không? Em chắc chắn là Tố Như đúng không? Sao chị lại biết tên tôi? Là chị dâu của em vừa nói cho chị biết. Chị dâu của em đâu? Chị dâu về rồi sao? Không phải chị ấy xách vali đi Nam Kinh rồi hay sao chứ? Chị ấy đâu rồi? Chị dâu, chị dâu à, cô ấy đi tìm anh trai của em. Chị ấy với anh của em làm quà rồi hay sao? Chị cũng không biết hay sao chứ? Tối hôm qua, sau khi anh từ bên ngoài về, anh ấy đã gây với chị dâu một trận. Chị ấy đã nổi giận, từ giờ sáng đã thu dọn quần áo chuẩn bị về Nam Kinh.
anh dùng xe kéo tiễn chị ấy đến ga tàu hỏa. Chị ấy không chịu cho nên đã tự đi một mình. Cái hai người họ cãi nhau vì chuyện gì? Đây là bí mật, không thể cho chị biết. À đúng rồi, chị đây có một bức thư, hãy giúp chị giao nói cho anh trai của em và chị dâu nha, cho chị không tự mình đưa. Bởi vì chị có chút việc hơi gấp, vậy nên em hãy giúp chị nha. Gấp vậy sao? Chị cứ để thư ở đây đi. Không sao, chị mau đi đi. Đến nhà rồi. Đại Bảo, Đại Bảo, Đại Bảo, Tú Nhi, chị Đại Bảo đâu rồi? Chị ấy đi rồi, có để lại bức thư này. Đi rồi, dạ đúng. Mẹ Bảo ơi, con về rồi. Đại Bảo đâu rồi? Văn Nhã, cô ấy đi rồi. Đây là bức thư cô ấy để lại đi. Anh đi tìm cô ấy. Mẹ Bảo, con muốn mẹ Bảo. Giọng Nhi ngoan, đừng khóc nha. Mẹ Bảo lát nữa sẽ về ngay. Kéo búa bao, kéo búa bao. Đình Bang, em đi đây. Canh hạnh phúc là em vui rồi. Em đã hy vọng lại cho hai người. Các người cũng không cần tìm em nữa. Em sẽ sống tốt, sống thật tốt. Để hy vọng lớn một chút, em sẽ về thăm anh trai, thăm chị dâu. Đại Bảo, Đại Bảo, hôm nay sao mình lại nhớ cha nuôi đến vậy chứ? Cha nuôi, cha sống hay đã chết thì hãy báo mộng cho con biết đi. Nói cho con biết người vẫn còn sống. Con phải đi đâu để tìm người đây cha nuôi? Khốn kiếp, mau thả bà cô của các người ra. Đại ca, hôm nay cũng may mắn quá nhỉ, bắt được một cô gái cực kỳ xinh đẹp luôn. Khốn kiếp, rốt cuộc các người là ai hả? Có giỏi thì thả bạn đây xuống, chúng ta một đấu một. Cô bé này tính khí cũng ngang ngược quá ha. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà anh đây rất thích em. Nghe này các anh em, đưa cô ta về sân trại. Hôm nay Long Ca muốn làm chú rể một lần. Bao lên, thả tôi ra. Đình Bang, có tìm thấy không? Không tìm được hả? Anh nói xem, Đại Bảo cũng thật là, sao chưa gặp mặt anh đã bỏ đi rồi? Sao chúng ta quá xa lạ rồi? Quấy sợ quấy rầy cuộc sống của chúng ta thôi. Bọn trẻ đâu rồi? Ngủ hết rồi. Anh à, Tú Nhi à, sao em vẫn chưa ngủ? Anh à, đứa trẻ này rốt cuộc là ai vậy? Còn cả chị Đại Bảo kia nữa. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Anh nói đây, kể từ ngày mai, nhiệm vụ duy nhất của em chính là trông chừng đứa bé này, không để cho nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Có nhớ chưa? Chỉ là trông trẻ thôi mà. Được, thôi mau ngủ đi. Thả ra, thả tôi ra. Em gái, đợi lâu rồi đúng không? Em đừng có gấp.
Long Ca đến với em đây. Em trốn gì chứ? Hôm nay em rơi vào tay của anh, đấy là phúc của em đó. Hắc Hổ Sơn này, lời nói của Long Ca rất là trọng lượng đó nha. Em đi theo anh sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Em gái, em còn như vậy nữa là anh giận đó. Nè, không phải anh nói anh thích tôi hay sao? Hôm nay ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Nếu không anh bắt trói em lên núi làm cái gì? Được thôi, vậy tôi nói cho anh biết, để mặc anh là người đàn ông thực sự, tôi sẽ theo anh. Vậy thì đúng rồi. Nào, để Long Ca ôm một cái nè. Khoan đã, lại chờ gì nữa? Nước tôi đã theo anh rồi, anh lại trói tôi như vậy thì không hay lắm. Uống hơi nhiều, nhanh lên, em đợi lát nha. Long Ca, mở trói cho em ngay. Đừng có vội. Được rồi. Em gái, đừng. Tên sơn tặc nhỏ bé nhà ngươi có biết bà đây là ai không? Không phải em gái, em làm gì vậy? Bà đây chính là tổ tiên của thổ phỉ các ngươi đó. Tam gia đâu rồi? Có thấy tam gia đâu không? Đang tìm đây này. Tiểu đầu tử, tứ gia có gì căn dặn hả? Tiểu đầu tử, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại ồn quá vậy? Hình như là độc nhãn long bắt được một cô gái dưới núi. Không ngờ thân thủ cô gái đó rất giỏi, đã khống chế được độc nhãn long rồi. Đi xem thử. Đi, cẩn thận. Cẩn thận đó, đau đó, nhanh lắm đấy. Lùi xuống. Tam gia, mau cứu thế giới, tránh ra. Nếu không tôi giết hắn. Tam gia, im miệng. Tam gia, cứu tôi. Đồ vô dụng, đến phụ nữ cũng không thắng được. Mặt mũi của Hắc Hổ Sơn bị cậu dứt hết đi rồi. Nhưng mà Tam gia, chuyện này cũng không trách tôi được. Cô ta đánh lén tôi mà. Cô gái, nể mặt tôi, hãy thả độc nhãn long ra đi. Để mặt ông hả? Ông là ai? Là ai? Đây là đại đương gia của chúng tôi đó. Tôi mặc kệ ông ta là đại đương gia. Anh dám chiếm tiện nghi của tôi, tôi sẽ cho anh chết không được yên. Không phải, cô nghĩ cô giết độc nhãn long thì có thể rời khỏi Hắc Hổ Sơn sao? Hãy nghe tôi, thả cậu ấy ra đi thì tôi sẽ thả cô đi. Để ông nói ra có đáng tin hay không? Ta lão tam tôi nói lời giữ lời. Vậy được, tôi tin ông lần này. Tam ca, cha nuôi, đại bảo, đại bảo, cha nuôi, sao cha lại đến Đông Bắc? Nói ra dài lắm. Còn con, sao con cũng đến đây vậy? Con cũng một lời khó nói hết. Hai cha con chúng ta có thể gặp nhau ở Hắc Hổ Sơn này thật là hiếm có. Lão tứ, quái là ai vậy? Đây đây, để tôi giới thiệu với anh. Đây chính là con gái nuôi của tôi, Qua Đại Bảo. Quái chính là con gái của Qua Bội Tử, Qua Đại Bảo. Đúng là nước lớn đụng phải miếu Long Vương. Người một nhà mà không nhận ra nhau. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Đình Bang, anh đang nghĩ gì vậy? Đâu nghĩ gì đâu. Em biết anh đang nghĩ gì mà. Nghĩ gì chứ? Cũng không biết hiện giờ Đại Bảo thế nào rồi. Có nguy hiểm hay không? Đúng vậy. Ba năm nay, nhất định cô ấy đã chịu không ít thiệt thòi, chịu không ít đau khổ. Đại Bảo là một cô gái tốt. Đừng nói là anh, ngay cả em khi đối diện với cô ấy cũng thấy rất ấy đấy. Tại sao? Bởi vì con muốn mẹ bảo. Con muốn mẹ bảo. Con muốn mẹ bảo. Sao vậy Dòng Nhi? Tú Nhi, có chuyện gì? Em ấy nằm mơ cứ liên tục gọi mẹ bảo. Con muốn mẹ bảo. Con muốn mẹ bảo mà. Văn Nhã, hay là thế này đi, tối nay em đưa Tú Nhi qua bên đó ngủ đi. Để Dòng Nhi cho anh. Vậy có ổn không? Có gì không ổn chứ. Mau đi ngủ đi. Từ từ Tú Nhi. Con muốn mẹ bảo. Con muốn mẹ bảo. Nào,
Mẹ bảo, con muốn mẹ bảo được đồ dòng nhi. Mẹ Luyến à, sao em không vui vậy? Đâu có đâu. Tránh ra, mau tránh ra, cẩn thận. Cẩn thận đó. Hạo Thiên, anh sao rồi? Hạo Thiên, Hạo Thiên. Mẹ Luyến, anh không ổn rồi. Anh đừng dọa em, đừng dọa em mà. Mẹ Luyến à, Kiếp này anh không thể cưới em làm vợ rồi. Kiếp sau anh theo đuổi lại em được không? Anh đừng nói những lời như thế này mà. Anh muốn cưới em sao? Nếu như anh sống, em sẽ lấy anh mà. Em đừng an ủi anh nữa. Em không có an ủi anh. Anh đừng có chết. Em xin anh đấy, anh đừng chết. Em lấy anh, em lấy anh mà có được không? Anh không chết. Em nói lại một lần nữa, em sẽ lấy anh đi. Em lấy anh. Anh hãy cố gắng tiếp tục sống, cố gắng lên. Thật sao? Thật sao? Là em nói đó nha. Em lấy anh. Em vừa mới nói là gả cho anh mà. Không được hối hận đâu đó. Anh bị bệnh hả? Anh mặc kệ, mọi người nghe rồi đấy. Mẹ Luyến nói gả cho tôi đó. Không được ăn gian đâu. Anh làm em sợ chết. Không được ăn gian đâu đó. Đảng Cộng sản đúng là con gián, đập mãi không chết. Nửa năm trước tôi vừa mới phá quỹ sào huyệt của bọn họ, áp giải người phụ trách của họ đến Nam Kinh. Nhưng mà chỉ mới mấy tháng, bọn chúng lại phái người phụ trách mới, còn xây dựng lại tỉnh ủy Mãn Châu. Hiện giờ tôi chỉ biết người phụ trách mới của họ họ Lâm thôi. Những chuyện khác thì không biết gì hết. Cô trưởng, chủ yếu là sở trưởng Nhiếp không cung cấp cho tôi tình báo có lợi. Phong Thiên lớn như vậy, chúng ta quy động cả đại quân, giống như đập bừa đập đại bọn rùa nhặng thôi. Đi đâu mà tìm tung tích cộng sản chứ? Đúng đó, chủ yếu là bộ phận tình báo làm việc bất lực. Im miệng hết đi. Chúng ta là một tập thể, nên cùng nhau hợp tác. Sao có thể đùn đẩy cho nhau? Cục trưởng nói phải. Báo cáo, vào đi. Cục trưởng vừa mới chặn đứng được bức điện báo đã được dịch ra rồi. Đúng là tin tốt. Đồ Dũng Võ, không phải cậu vừa mới nói bộ phận tình báo làm việc bất lực hay sao? Có tin tốt rồi. Đã tìm được địa chỉ của tỉnh ủy Mãn Châu. Vậy thì chưa có. Vì để hỗ trợ được công việc tại đây, cộng sản đã phái một người hầu quan đến đây. Trưa mai sẽ đến ga tàu lửa Phụng Thiên. Tôi nghĩ tỉnh ủy Mãn Châu của cộng sản nhất định sẽ phái người tiếp ứng. Đến lúc đó chúng ta sẽ một mẻ bắt gọn bọn họ. Rõ cục trưởng. Tất cả đi đi. Dừng. Cục trưởng à, chuyện anh giao tôi đã làm xong rồi. Chồng của phóng viên Long là một người kéo xe kéo. Kéo xe kéo. Dòng Nhi, cha đi đây. Ở nhà chơi ngoan ngoãn với cô Tú đó. Con biết rồi cha. Mẹ Nhã, cha Ban, hai người nhớ về sớm nha. Hai đứa nhớ ngoan ngoãn đấy. Mẹ Nhã về mua kẹo hồ lô cho mấy đứa. Tạm biệt mẹ Nhã đi. Tạm biệt mẹ Nhã. Tạm biệt đi. Đến rồi. Văn Nhã, tăng làm xong anh đến đón em. Không cần đâu, em tự về được rồi. Cứ chờ anh. Đình Bang, em biết nửa năm nay anh luôn âm thầm giúp đỡ cho đảng Cộng sản. Em xin anh đừng làm như vậy nữa. Bây giờ Giọng Nhi gọi chúng ta là cha Ban mẹ Nhã. Chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng Giọng Nhi bình an lớn lên. Như vậy đối với thầy Phương và chị Tiểu Mạng và cả đảng Cộng sản là sự báo đáp tốt nhất rồi. Anh biết, nửa năm trước tỉnh ủy Mãn Châu Cộng sản bị Mã Hậu Thiên tiêu diệt hết. Có lẽ ở Phụng Thiên không còn một người Cộng sản nào hết. Anh hạ tất sẽ tự chuốc phiền phức. Anh hiểu rồi. Nói như vậy là anh đồng ý với em rồi đúng không? Anh đồng ý. Xong rồi. Đến rồi.
Cảm ơn. Tránh đường đi, tránh đường đi. Xe kéo, có ngay. Anh từ từ thôi. Đi thôi. Anh bạn à, tôi có chút việc, tôi không chở anh được. Tiền tôi cũng không lấy đâu. Anh bị bệnh như sao vậy? Thật sự xin lỗi anh. Tránh đường. Mất quả hồ lô đây, thuốc lá đây. Hào Vũ à, nhìn tôi kỹ. Thà bắt nhầm cũng không để lọt. Đội trưởng Hoàng, anh nói người họ Hoàng này là nam hay là nữ vậy? Tôi làm sao biết được? Điện báo nói tay phải của hắn mang vali, không nói là nam hay nữ. Thấy ai có đặc trưng phù hợp thì bắt ngay. Quý khách, xin mời ngồi. Thuốc lá, thuốc lá đi. Có mùi thuốc lá không? Đội trưởng Võ, người đến rồi. Bắt không? Đợi một lát, cục trưởng có nói phải bắt hai người cùng lúc. Được. Xe kéo à, anh có đi không? Thật ngại quá, tôi đang đợi người. Thôi vậy. Cô à, cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô đi. Không cần đâu, tôi không muốn đi nữa. Cảm ơn. Bắt lấy. Các người làm gì vậy? Làm gì hay sao? Cô nói xem. Theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến đi. Đồng chí, mau lên. Đuổi theo. Đồng chí, cô mau đi đi. Cùng nhau đi. Cô mau đi đi. Mau đi đi. Đi đi. Chết rồi, đuổi theo kẻ họ Hoàng kia, đuổi theo. Mau lên xe, nhanh lên. Đi. Đứng lại. Đuổi theo. Đi. Tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Được rồi, cô đã an toàn rồi đó. Đình Bang, là cậu. Chị Tiểu Mạn, là tôi. Tôi vẫn còn sống. Em đưa chị đi. Một đám vô dụng. Không phải tôi bảo các cậu bắt sống hay sao? Để lại cái xác thì có ích gì chứ? Cùng tôi không muốn bỏ chạy. Cậu sáo biện. Cái hậu hoàng làm sao mà thoát được? Anh à, cô ta được một chiếc xe kéo đón đi. Xe kéo. Vậy thì em đá một cái, biết không? Đừng sợ, đừng sợ. Soát. Tố Nhi, đây là người của mình, đừng có sợ. Hai đứa ra bên ngoài chơi đi. Dạ, chúng ta đi, đi đi. Hai đứa trẻ này là ai? Một đứa là em gái của tôi nhận nuôi. Đứa còn lại là con trai của tôi. Con trai của anh. Của anh với ai? Đương nhiên là của Văn Nhã rồi. Tôi còn có thể với ai chứ? Sao tôi lại không biết? Cục trưởng Mã, anh xem anh nói gì thế? Sinh con hay không là do tôi. Còn biết hay không không phải chuyện của cậu hay sao? Phải không? Không mời tôi ngồi hả? Mời ngồi, mời ngồi. Nào nào. Tôi hỏi anh, hôm nay anh có kéo xe không? Có. Có đi đến trạm tàu hỏa hay không? Có đến. Vậy có thấy một người phụ nữ đeo kính đen hay không? Chuyện này tôi cũng không nhớ rõ nữa. Lúc tôi đến chỗ đó đã có rất nhiều phu kéo xe.
cho nên tôi đã bỏ đi. Đừng giả vờ hồ đồ. Người phụ nữ đó là cộng sản. Không, không phải chứ. Cộng sản đảng ở thành Phụng Thiên này không phải bị cục trưởng Mã tiêu diệt sạch sẽ rồi sao? Nói thật đi, có phải là anh đã đón người phụ nữ đó đi không? Này cục trưởng Mã, lời này không thể nói bừa được đâu. 4 năm trước lúc tôi ở Thượng Hải, đúng là từng đồng tình với đảng cộng sản, nhưng mà hiện giờ tôi chỉ là người kéo xe thôi. Tôi đối với quân dân đảng hay cộng sản đảng đều không có hứng thú. Không có. Cục trưởng à, không tìm thấy. Cậu xem, tôi đã nói rồi. Tôi nói cậu đã hiểu lầm tôi. Cục trưởng Mã, tôi to gan gọi cậu một tiếng anh em. Để tình cảm anh em bao nhiêu năm của hai chúng ta trước kia, cậu làm quan của cậu, tôi kéo xe của tôi, cậu đừng có làm khó tôi nữa được không? Được, vậy thì tôi tin tưởng anh lần này. Rút. Vậy tôi, với Trang Nhã mời cậu ăn cơm. Đúng rồi, nói đến ăn cơm, tôi có chuyện phải nói cho anh biết. Tôi với Mễ Luyến đã định ngày cưới rồi. Đến lúc đó mời anh uống rượu. Anh nhất định phải tới đó. Mễ Luyến cũng đến Phụng Thiên rồi hay sao? Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Không lẽ Long Cô Nương không nói cho anh biết hay sao? Cục trưởng Mã, cậu cũng đâu phải không biết Danh Nhã. Cậu nói với tính tình cô ấy, thì cho dù cô biết, cô ấy cũng đâu thể nói với tôi. Cậu xem này. Không không, các cậu đừng hiểu lầm nha. Trên này dính đất dơ. Dơ rồi. Lâm Đình Bang, anh khác trước quá đó. Tôi là tên kéo xe thôi. Đi. Anh à, bỏ qua cho Lâm Định Bang vậy sao? Lúc nãy em đã thấy rồi đó. Lâm Định Bang bây giờ chỉ là một người dân nhát gan sợ việc. Cho dù anh ta có mượn 10 cái gan cũng không dám cùng một dù với đảng cộng sản đâu. Em nghĩ nhiều quá rồi. Em, cục trưởng, anh ta thật sự là bạn đồng môn hoàng phố của anh sao? Không chỉ là đồng môn hoàng phố, nhớ năm xưa, còn là anh em tốt cùng ta lớn lên từ nhỏ. Chỉ tiếc lúc ở Thượng Hải, anh ta đã đi sai một bước, nên mới có kết cục ngày hôm nay.